Rồi, mời con lên đây. Đây là một chương trình đặc biệt dành cho em, thấy ngầu không? Thấy ngầu không? Thấy ngầu không? Rồi, con không phải người biết con tên là gì, con như tuổi ở đâu làm gì? Dạ, trước mắt con xin chào cha, dạ con tên thắm là Maria Nguyễn Thị Phương Thảo, con đây 20 ạ. Phương Thảo 20 tuổi, làm nghề gì ở đâu? Dạ, con ở nhà, bán quần áo. Bán quần áo, Phương Thảo cho người thấy tay ngầu chưa? Thấy tay ngầu chưa? Đó, rồi. Một người bạn trẻ 20 tuổi, rất là modern đang ở trước mặt chúng ta và muốn chia sẻ làm chứng cho mọi người. Phương Thảo chia sẻ cho mọi người, con nhận được ơn gì? Dạ, con nhận được ơn Chúa chữa lành cho con của con. Dạ, thì hôm bữa là con của con nó làm bệnh viện đi đầu á, là nó trong phòng cấp cứu, thì bữa đó con có thể là con làm biến á, con có đi lễ. Cái bữa đó cái con mới vô tình con mới nhớ tới Chúa, cái con mới làm được 2 buổi làm chữa thương xót á. Thì con cầu cho con khỏe mạnh lại, thì sau đó thì nó cũng thở lại bình thường, nó hết mệt rồi. Xong rồi bác sĩ không sao đâu, chắc chừng 2 bữa mới được xuất viện, thì lúc đó con mừng lắm. Con mới nhắn tin cho cha, cái cũng có ai gửi xuống lại cha xuống cho con á, thì con cũng nhắn tin cho cha, con xin cha với cộng đoàn cầu nguyện cho con của con đây, nó được về nhà hơn. Con thì không có biết tuổi nó tên gì. Con có con tên cho em, con tên Sita Nguyễn Khắc Huy, nó mới được có 7 tháng thôi. À, con 20 tuổi, có bé con đẻ là 7 tháng, đứa thứ mấy? Dạ, đứa thứ hai. Đứa thứ hai, đứa thứ hai, đứa thứ hai, đứa thứ hai, đứa thứ hai. Dạ, con, cha không có lấy thông tâm nữa. Dạ, hai chồng con xin phước, chồng con lấy học đạo. Đúng rồi, đúng rồi. Và thêm xem, dám lên đây làm chính, anh chồng thấy không? Mình cứ nghĩ rằng là mình phải là người công chính. Mình cứ nghĩ rằng mình phải là người giống như là cái người mà lên cầu nguyện, đứng ở phía trước điện thoại mà giang tay lên cầu nguyện. Con là người đạo đức, con là người thế này, con là người thế nọ, con là người thế kia. Con không như người ở kia đứng tội lỗi. Con không trộm cắp, con không giết người, con ăn chay một tuần hai lần, vân vân và vân vân. Chúng ta thường cứ nghĩ rằng khi tôi đi loan báo tin mừng, tôi phải là người tôn chính, tôi phải là người đạo đức. Nhưng người chị em, ơn cứu độ đến trên tất cả mọi người, và tất cả chúng ta đều là những người tội lỗi. Phương Thảo mạnh dạn lên đây chia sẻ làm chứng, hay vợ chồng đang học đạo, và dĩ nhiên là phải sửa lại cái điều sai quấy, sai lỗi là đã sống với nhau có con trước hôn khi cử hành lý thuyết hôn phối. Nhưng mà cái điều quan trọng này là cho dù nó như thế mà Chúa vẫn cứ thương nó. Lòng thương xót của Chúa là như vậy, chứ phải lòng thương xót của Chúa là phải khi nào mày đạo đức tốt lành được tâm lý thương. Không, thưa chị em, ngay lúc chúng ta còn là tội nhân thì Thiên Chúa đã sai con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến để cứu độ chúng ta. Ngay lúc chúng ta còn là tội nhân, chứ không phải là lúc mà mình đã ăn năn sám hối đã tốt lành rồi. Vì nếu mà mình đã tốt lành rồi thì Chúa còn cứu độ gì nữa, thưa chị em? Và mình không có khả năng để làm được công việc đó, thưa anh chị em. Mình không có khả năng để làm được công việc đó, mình không có khả năng để tự cứu độ mình không có khả năng là làm cho mình được nên thánh, nhưng phải nhờ công nghiệp máu thánh Đức Giêsu Kitô. Vì thế mà cái người thu thuế đứng ở xa mà đỡ ngực lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Một người chị, bạn trẻ đứng trước mặt chúng ta đây, mạnh dạn can đảm lên làm chứng mà chẳng có mặc cảm hay xấu hổ gì cả. Vì bạn ấy tin rằng Chúa thương bạn ấy. Vì bạn ấy dám nói rằng trước con chẳng có cầu nguyện gì cả, nhưng mà đứa con của con nó đau như vậy, có người giới thiệu cho con lòng thương xót của Chúa. Con lần được mấy lần? Là 2 tuổi. Hai chú rất đơn giản. Và bây giờ là hàng ngày con còn lớn nữa không? Dạ,
không? Con thấy không? Khi nào gia đình con đọc kinh thì con mới lần chung. Cho nên chuỗi kinh gia đình rất là quan trọng, rất là cần thiết. Gia đình không lần chuỗi, đến gì đứa con không lần chuỗi. Gia đình phải cùng lần chuỗi, cùng đọc kinh cầu nguyện với nhau. Thì những đứa con trong gia đình mới đọc kinh cầu nguyện. Chứ thưa anh chị em, tạ ơn Chúa vì Chúa đã dùng phương thảo để nói cho chúng ta biết về lòng thương xót của Chúa. Một con người lần hai chuỗi thôi. Một con người mà gia đình đọc thì đọc, gia đình không đọc thì đọc. Một con người mà chưa biết gì lòng thương của Chúa. Vậy mà lúc đứa con mình nó đau như vậy, người ta giết người lòng thương Chúa như vậy, kêu cầu lòng thương Chúa mà Chúa vẫn xót thương. Vì nó đã cầu nguyện như là cái người thu thuế, lại Chúa xin thương xót con vì con là người tội lỗi. Chứ nó không cầu nguyện, nó giang tay ra, nó lành, nó lắc, nó cao lên, bay. Ta đây là ngon lành, ta đây là đạo đức, ta đây là thánh thiện. Không, mà nó nhận biết rằng nó chỉ lần chuối, hài chuối. Nó chỉ biết đến lần thứ chuối khi nào con nó đau mà thôi. Và khi nào đi nó cầu nguyện, nó mới cầu nguyện. Ấy vậy mà Chúa thương đến thưa anh chị em. Cho nên các bạn trẻ ơi, các bạn không có lý do gì các bạn nói rằng là Chúa không thương các bạn. Các bạn không có lý do gì bảo rằng là con tội lỗi lắm, con ăn chơi lắm, con đàn điếm lắm, con xa đạo lắm, Chúa không thương con. Đây, một người bạn trẻ được Chúa thương, một người bạn trẻ được Chúa thương, một người bạn trẻ được. Hallelujah. Chờ đang còn mấy năm cho bài giảng đầu chương trình sau nha. Ra đi, loan truyền lời tin cho Chúa. Khi nào là đám cưới, nhớ gọi cha nha. Cho làm lễ cho. Rồi, mời ông.